sao đâu mà. Dah kerenan mai. Aku dah ni pening. Aku juga shock complain aku tu. Mai mai yang aku ni. Apa yang dah jago? Làng Prening là nơi có con suối Prening trong trẻo. Nhờ cái nguồn nước này đã sinh ra những chàng trai dũng cảm. Nơi đây cũng là quê hương của một người vốn là một dũng sĩ săn voi. Và chính ông cũng là người đã đạt được danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong giai đoạn chống Mỹ. Dòng suối Prening trong trẻo cũng là nơi sản sinh ra những cô gái xinh đẹp, da trắng tóc dài, nơi cô Thước đã từng được xem là cô gái đẹp nhất vùng Đông Giang, Tây Giang trong thời kháng chiến. Chính mảnh đất này là nơi đã chôn nhau cắt rốn cho bao thế hệ người Cà Tu. Bản làng này mang đến cho họ một cuộc sống ấm no thanh bình. Bà con mình đi xúc cá và người ta than phiền với nhau rằng sông suối bây giờ cạn, không có còn dồi dào cá như ngày xưa nữa. Cái địa bàn sống của người Cà Tu đặc biệt là nó được bao phủ bởi cái mạng lưới sông suối chằng chịt. Ví dụ cái khu vực này là có suối Pà Lừa, suối Prening, suối Na, rồi sông Lăng. Thì nó quấn quýt làng giống như là cái vòng tay của người mẹ ôm ấp đứa con và cung cấp những cái nguồn thủy sản vô tận cho những cái lễ hội, mà đặc biệt trong những cái việc như là đám cưới đám hỏi, những cái việc mà đón xuôi gia hàng năm á, thì nhà trai á, thì chỉ được ăn cá hoặc là ăn ếch hoặc là gà vịt của bên nhà gái, còn nhà gái thì được ăn thịt heo thịt bò của bên nhà trai. Thì bây giờ người Cà Tu phải đi tìm ở nơi xa, ví dụ ra sông Lăng để mà lấy cá. Còn cái việc mà đi bắt cá này tìm được rất là ít. Ngày xưa không những người ta bắt ban ngày thì người ta gọi là ta túc, người ta còn bắt ban đêm. Người ta bắt ban đêm được rất là nhiều. Một đêm một người phụ nữ bắt được mấy ống á, người ta gọi là gờ rương. Người ta tận dụng cái gờ rương là cái ánh sáng của trăng á, để mà người ta đi dỡ từng cái hốc đá để người ta thu cá nó tự trôi vào trong cái chân lực của người ta, để người ta mang ta bỏ vào trong cái ống. Thì mỗi đêm như vậy, mỗi người phụ nữ thì bắt được 3-4 ống như vậy. Hôm nay là già làng của chúng mình về đây, về nhà gương này của mình đây. Vậy là tôi là cúng con gà, là thưa gửi các đấng thần linh, là trời đất là phù hộ ngày mai chúng ta đi săn cho được cái lần lòi đó về, để cho chúng ta về đến trong đền chiêng và đại dân làng mà nhanh. Do đó cho nên ngày mai á,
thì cũng mong rằng là tất cả là già làng chúng mình và các thanh niên trong làng như vậy là đều, ai có dụ có mác á, theo dụ mã không có thì đem cái nỏ có cái chất độc ấy là tẩm thuốc độc rồi. Dạ lên con mơ ngày giàu giàu cây giàu là ơi lơ mi lừa ta thuộc mi đang cho tất lì ngon hà lên con mơ ngày giàu giàu cây giàu là ơi lơ mi lừa ta rong mi đang cho tất lì vàng à lên con mơ ngày giàu giàu cây giàu là nó con bê vừa là được cả phải hai cả điều ta con bà mà phô man cây à y man cây cho à chi nghe chơi lướt cái non cha à y man à đây cả tức ta đang à y y cái mình kri ca cai ngài đông à đi cho ta đang chi nghe chơi ta lang lâu ca châu buốt bơi ca đi lưu chết pa da ya ya chết pa am bơi. Chào cô. Trời ơi cô, lâu ngày quân. Chào cơm sen. Mời cô ngồi, mời cô ngồi. Lâu ngày quân ơi. Dễ chào đây. Lớn dễ thương ghê. Lâu ngày quân cô. Nhớ bà con mình quá trời. Bà con đến đây cũng nhớ cô chứ. Đây là cô giáo Phan Thị Xuân Bốn. Nè, trước đây là giáo viên cái sau khi miền Nam giải phóng á, nước nhà thống nhất á, là một trong những thầy cô giáo đầu tiên lên công tác ở trên núi này. Là hết nói chung là cô đã tham gia công tác ở vùng cao nhất, tức là cái vùng Gà Ri, Xã Âm, San, Trời, rồi sau đó là cái vùng Trung này, Xà Lăng này. Đây là một trong những cô giáo mà phải nói là bà con ở đây là họ nhắc nhiều nhất. Bởi vì trong cuộc sống thì của cô là bởi vì chắc là bà con thấy là rất là nhiều kỷ niệm, trước hết là tác động đối với cái công tác của cô đối với con cháu của họ. Số mà cô tham gia dạy trước đây, nói chung hiện nay các cháu đó hiện nay đã trở thành là cán bộ của thôn này, của xã này, của huyện này. Đó, đặc biệt là có những người tức là hiện nay là ủy viên dự khuyết trung ương đảng, ví dụ như Bí Rêu Liết, bí thư huyện của bây giờ. Đó, dù em Mia bây giờ là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tây Giang trời, và rất nhiều những anh chị ta là trưởng phòng, phó phòng của cán bộ của huyện. Trên hầu hết là học sinh của cô cả. Trên cô tự hào là phải rồi. Cái gắn bó của em đối với đồng bào nó là cái mối quan hệ suốt đời. Nó không có phải là ngày một, ngày hai. Em vẫn coi cái Cà Tu là một cái quê hương của mình. Bởi vì đâu có phải dễ mà người ta gắn bó đến 27 năm ở cái vùng đất này. Nó chỉ là những cái nơi mà mình đã từng chỉ là ăn một miếng sắn chấm muối ớt trong hàng năm trời. Em vẫn nhớ những cái lúc mà em ở đây đến Tết về cái là dân giả cho em hai ăn, một ăn nếp, một ăn gạo, rồi lại đi săn thú về phơi khô để cho cô mang đi đường ăn. Đến cái nỗi mà nghe tin em đi học đại học, em quay về, trời còn đem chặt chuối đem đưa cho cô, đem đưa mít bỏ vào bao đưa cho cô, gửi về đồng bằng cho cô. Rồi từ cái sự quan tâm đối với con trai của em nữa, tự nhiên em làm em xúc động, em nghĩ là như là những người ruột thịt của mình, chứ không phải là cái mối tình cảm giữa cô và trò nữa. Chứ là bà con muốn tìm tòi để tìm hiểu về công việc học tập của cô. Dạ, cô hả? Cô học cao học thì cô cũng học về nghiên cứu về dân tộc học. Đến khi cô học nghiên cứu sinh cô cũng chuyên về dân tộc học. Và cái đề tài nghiên cứu cũng nghiên cứu về cái làng của mình. No, 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 no,
Trước đây là một cái này là một con bò rồi, một cái này không nói. Tôi được biết là cái làng này là cái làng được đổi mới. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên vẫn giữ lại được cái nét truyền thống của người Cơ Tu. Ở giữa là một cái nhà gươn, giống như một con gà mái. Xung quanh là những nhà mon, những nhà sàn để của các tộc họ để ở. Và những ngôi nhà đó giống như những con gà con đang quấn quýt xung quanh con gà mái, con gà mẹ. Đây là một cái nét về bố trí không gian theo cái hình oval, theo hình oval. Cái nhà gươn ở giữa và các nhà mon, nhà của bà, của từng gia đình tập trung xung quanh. Một cái quần thể kiến trúc rất là đẹp, rất là hội tụ và gọi là theo cái gọi là kiến trúc mặt tập đấy. Mỗi nhà của mình á thì trước đây đều có một cái bếp lửa. Cái nhà to là 2-3 cái bếp có, 2-3 gia đình. Rồi cái nhà nhỏ một bếp cũng có, đó như thế. 5-6 bếp cũng có, là vì đồng anh em đó họ làm nhà ở thì rộng. 3-4-5-6 bếp đó cũng có. Thưa bác, trong mỗi cái nhà mông có mỗi cái nhà của gia đình á thì cái bố trí thế nào? Bếp thế nào, rồi cái chỗ mà tiếp khách thế nào? Là một chỗ trên giờ, nếu hai cái bếp, một cái bếp với cái chỗ rộng á, tiếp khách. Phòng ngủ là một gia đình, ví dụ cặp vợ chồng á, cặp con á, là một chỗ, một cái chiều, một chỗ. Đó, mà hai ba con cái, có vợ con thì theo một cặp vợ chồng, cặp con là ngủ chỗ đó. Rồi cặp bố mẹ thì cũng ngủ một chỗ, không phải ngủ chung đâu. Đó, riêng tâm đáp chăn á, dù trước đây á, thì có ai có tâm đáp tâm chăn á, thì phải theo cặp vợ chồng, con nhỏ, đó, con lớn thì coi như đi ngủ chỗ khác rồi, đó, đi ngủ chỗ nhà gươn. Còn cái những cái bộ chiên và những cái chiếc trái quý á, là mình đã bố trí ở đây trong ngay phía không để trong trồng. Vâng. Và để trong sao cái phền đó. Rồi những cái tài sản quý, ví dụ như nhà cơm, mã não này, rồi những cái tấm tút thì mình sẽ cắt ở đâu? Cắt chỗ có cái ché, để trong ché. Cái ngôi nhà gươn của mình đó, thì ngoài cái lễ hội truyền thống thì bà con dân làng mình tập trung về đây. Nếu làm đám cưới thì phải sinh hoạt ở đây, tập trung người già hoặc là nữ cũng có, họ mời. Những cái nhạc cụ của cộng của gia của làng, ví như như trống nè, trống cao thu nè, rồi những bộ chiên nè, thì đều đem cắt ở làng hết chứ, nhà làng hết, nhà mình không cắt trong nhà gươn, cắt nhà gươn, nhà gươn đó, rồi đây là nhà gươn chứ, dù cao thu á, có cái bộ chiên á, bộ ta to thì cũng phải một hai bộ để trong nhà gươn, đó còn nhiều thì phải để trong nhà, bắt được con màng, con nại, con thằng dường đó phải đem về nhà gươn đấy, con heo rừng đó thì không phải đem về nhà gươn, phải đem trống, phải nấu cơm ở đó. Cái nghề dệt đó hầu như là một cái nghề truyền thống quý giá của người phụ nữ Cơ Tu. Nếu đàn ông á, người ta đang gùi, người ta cũng dùng một từ tanh, nhưng mà nếu mà tanh chồng tức là đang gùi thì từ tanh mà tanh đó tức là dệt vải. Nhưng mà
trong cái người Cà Tu, cái kỹ nghệ dệt của người ta rất là cao, rất là đặc biệt. Ví dụ ở người Tày, người Thái, người ta dệt ra một miếng vải, sau đó người ta cắt thành áo, cắt thành váy. Thì ở người Cà Tu, khi người ta muốn dệt cái gì, người ta định hình trong đầu là hôm nay tôi sẽ dệt một cái pana, tức là cái mà để họ pạ, là họ cõng cái đứa cháu á. Thì người ta sẽ dệt vừa 2 mét, bề dài 2 mét, và nó vừa tầm để mà ôm cái lưng của đứa bé, mà người ta cột vào cái lưng, hay là cột ở trước mặt của người mẹ. Khi mà người mẹ ra rẫy thì người ta cột ở sau lưng, nhưng mà khi người ta về với cái gùi nặng thì người ta cột quấn cái đứa bé ở trong, người ta cột đằng trước, thì đứa bé vừa nằm ở trong trong cái nạ nữa, người vừa kéo cái ngực người mẹ ra để bú luôn à, và đứa bé nằm bình yên trên vai cái người mẹ như đó. Hay là người ta muốn dệt một cái tấm vải như cái gờ hun của người đàn ông á, là cái khố đó, người ta định hình ngay là cái khổ đó rộng khoảng 20 đến 25 cm, sau đó người ta dệt thẳng cái hoa văn, người ta dệt ngay vào trong đó, người ta sâu cườm hẳn vào trong cái sợi chỉ, và người ta định hình hẳn là chỗ này tôi sẽ làm hoa văn. Cái hoa văn mà thịnh hành nhất của người Cà Tu là hoa văn Phình Ninh Gia Giá, cái hoa văn này đây, tức là người phụ nữ đang múa. Ban đầu người ta phải trồng bông để người ta xe chỉ, và người ta phải có những cái loại củ quả ở trong rừng người ta mang về người ta nấu, hoặc là như ốc á, thì người ta làm để người ta nấu, để người ta lấy cái hình, cái màu đen để làm nền của vải. Nhưng mà bây giờ dần dần người ta thay bằng những cái loại thảo mộc đó, người ta mua sẵn những cái loại chỉ này ở dưới đồng bằng, người ta có đủ các loại chỉ màu, và người ta chỉ có dệt thôi, và người ta định hình hoa văn trong đầu, sau đó người ta dệt. Và cho đến ngày nay cũng vậy, người Cà Tu dệt ra tấm vải gì để làm gì cố định rồi. Và cái người phụ nữ nào, ví dụ như người phụ nữ này là người phụ nữ dệt đẹp nhất của cái khu vực này, người ta định giá trị một người phụ nữ ở cái chỗ người đó có thơm thảo hay không, người ta có biết sẻ chia hay không. Người ta nói là cái lòng tru, là có tấm lòng giống như quả xoài. Thứ gì là người phụ nữ biết dệt hay không. Cái cô Trâm này trước đây là một người phụ nữ đạt được những cái yêu cầu đó, cho nên là xính lễ nhiều, có thể nói là nhiều nhất ở cái địa bàn này. Nhiều mà đến nỗi một chàng trai người Kinh là không ai dám đi hỏi cô Trâm này. Và cô đã truyền nghề cho rất là nhiều chị em ở khu vực này. Còn về cái trang phục của người Cơ Tu á, do đồng bào giữ được nghề vậy cho nên là họ tạo ra một cái bộ trang phục rất là tiêu biểu so với các dân tộc trang phục. Về mặt hoa văn á, thì đồng bào Cơ Tu giữ được cái nét, cái truyền thống cổ xưa. Theo các nhà nghiên cứu, đây nó là cái truyền thống cổ xưa của văn hóa Đông Sơn. Ví dụ như là hoa văn hình tam giác nè, rồi hoa văn hình xương cá nè, đây cũng là hình, đây là hoa văn hình xương cá nè, những hoa văn hình dít giác, rồi hoa văn về thực vật, đây là hình hoa văn về hoa lá, rất là tiêu biểu, rất là đẹp. Và đặc biệt ngoài cái trang phục thì họ tạo ra cái bộ trang sức, ví dụ như là trang sức bằng hạt mã não nè, đây trang sức mã não. Trang sức mã não cũng là một cái trang sức kế thừa cái truyền thống của người Sa Huỳnh. Đồng bào Cơ Tu trước đây là mua cái hạt mã não của người Chăm, họ mang lên bán. Và trước đây là cái địa bàn cư trú của người văn trong văn hóa Sa Huỳnh đó, thì là nó cũng nằm trên cái địa bàn cư trú của người Cơ Tu. Và khi mà người ta vô tình người ta phát hiện được những hạt mã não này đó, thì ta coi rất quý. Một bộ trang sức mã não này có thể là được đổi được cũng chăn mền, trâu bò, có thể là đổi được nhiều cái ché của. Và ngoài ra, ngoài cái trang sức mã não thì có những hình, những cái loại hình như là lục lạc này, trang sức lục lạc này, rồi trang sức bằng hạt cườm này, hạt cườm ngũ sắc, nhiều màu sắc khác nhau. Và cái hoa văn của người Cơ Tu á, thì cũng có nhiều cái yếu tố mới trên cái bộ trang phục truyền thống của phụ nữ á, thì có nhiều cái mới. Ví dụ như họ theo những cái tua ren màu, tua màu len để tạo ra cái vẻ đẹp. Đây những cái tua này ở trên gấu áo và trên tay áo nè. Trên đường người em yêu núi, em yêu đường rồi, em như cánh hoa.
hoa bờ làng cho lòng mình thầm mơ theo dấu chân tranh màu truyền thống vẻ vang đem sức thanh xuân dâng đời bao niềm tin phụ nữ quê ta đam đang thủy chung. À, hôm nay vui quá, hôm nay cô Bốn được trở về thăm buôn làng. Mà đúng nhân cái dịp này thì lại là đồng bào mình đang ăn cơm mới. À, trưa nay đồng bào mời cô Bốn về dự tiệc cơm mới với đồng bào của Prening. À, bây giờ cô Bốn cũng đi cùng với chị em phụ nữ trong làng để lấy nước. À, trưa nay cái lễ ăn cơm mới mà người Cà Tu thường gọi là Piệt Cha Ritame, có người gọi là Piệt Cha Ritame thì cũng đều gọi là ăn cơm mới, tức là cái ăn cái miếng cơm đầu tiên của cái mùa gặt năm này. Thì cái người thường là cái người chủ của cái rẫy đó sẽ làm một con heo không lớn lắm, người ta cúng ngay tại rẫy, làm thịt con heo đó, cúng ngay tại rẫy để lấy cái máu để mà tung ra nơi cái miếng rẫy đó để cảm ơn là thần lúa, thần nương rẫy, họ gọi là Giang Hare Halai đó. Là người ta cầu khấn là năm này người ta cảm ơn là thần đã cho người ta thu hoạch được nhiều. Người ta gọi là cho rồi, là thu hoạch được nhiều bằng mấy năm ngoái. Và người ta cũng cầu mong là thần ban ơn là cho năm nào người ta cũng thu hoạch được nhiều hơn nữa. Khắp núi rừng ngập tràn niềm vui, núi thiên vàng chờ bàn tay người. Cô đang vào mùa gặt mới, cả quê hương rộn ràng tiếng cười. Ôi lúa mới đừng mau đi, lúa hay đến để nhà đầy to. Cho chúng tôi cuộc sống ấm no, cho chúng tôi cuộc sống sung vầy. Với buôn làng trẻ già đại gái, nhanh nhanh dọn dẹp cửa nhà. Thấy bà con mình bây giờ thay đổi nhiều quá, mi cho cô biết thấy kế hoạch sắp tới như thế nào. Thì đến giờ này thì phải nói rằng là cái làng Prening đây là một cái đặc trưng của cái huyện Tây Giang mà được huyện chọn điểm để rồi đầu tư cho cái mô hình làng văn hóa, nó gắn với cái du lịch sinh thái. Ở trong này nó gắn với cái cộng đồng các cái tộc họ của người Cơ Tu. Ngoài cái mà cái không gian cái văn hóa làng như thế này thì là phía trước là họ làm 10 cái nhà sàn như thế là nó đặc trưng cho cái mỗi tộc họ. Như tộc họ Cơ Lâu, tộc họ A Lăng, tộc họ Dơ Râm, cho nên là mỗi cái tộc họ là có một cái nhà sàn đặc trưng riêng. Và phía sau cái nhà sàn đó là có mỗi cái nhà của từng hộ gia đình. Ở đây là có 90 hộ. 90 hộ. Và sắp tới đây là huyện sẽ xúc tiến sẽ làm cái thôn mẫu của cái làng văn hóa, nó gắn với cái du lịch cộng đồng. Đây là cái điểm nhấn của Tây Giang. Thì bây giờ là cũng huyện chọn là cái thôn Prening là một cái làng đầu tiên để
san ủi và bố trí tái định cư theo cái khuôn mẫu của cái làng văn hóa như thế này. À, tình hình kinh tế, rồi tình hình văn hóa, tình hình xã hội, vấn đề nông thôn nó sẽ có những cái bước đổi thay và phát triển so cách đây 10 năm.